Giêsu bị kết án với dân Do Thái sau khi, trước khi điều hoạch đi Phi-la-tô, Phi-rô cho Chúa ở đây 3 lần. Đó là cái đền thờ lấy ý nghĩa như vậy, và cho nên gọi là đền thờ ăn năn thống hối. Do you want to go down? Yes. So if you want to go down, just allow people to go up and then you go down. So we make 2 lines, one go up, one go down. So you want to go up, you want to go down? Yes. Okay. Yes. Yeah, we go up, we go down. But allow the people to go up so you can go down, right? Có thấy thầy như chủ không? Thank you.